Ui, thế có quả phi tiêu màu hồng em ạ. Chào các bạn, mình là Linh đây. Lại xoen xoe rồi. Mình phải nói nha, có một cái điểm rất là kinh dị ở dòng shotgun trong cái chế độ chú quỷ 2 là nó mạnh hơn ấy, cảm giác đạn nó vào thấm hơn nhỉ. Hôm nay mình sẽ có một cái yêu cầu của anh em, một cái thử thách, bởi vì cái này mình cảm giác là nó không khó lắm. Bá vương kiếm kết hợp với găng tay vô cực. Đấy. Cái này mình nghĩ là nếu mà kết hợp thì là chỉ em thích cái kiểu này đúng không? Lướt này, combo vừa công vừa thủ. Xin đã, ôi mà báo vừa kiếm vừa chém chết được con zom chú quỷ 2 là hơi ghê đấy anh em. Ôi, có nờ luôn đấy, có liều không anh em? Rồi xong mất mẹ báo vừa kiếm rồi, được cậu AK hơi nhọ tí. Diablo thao thu có cả chân con rồng này. Ui đây này, đây đúng đây 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 ạ. Của tao à, sao mày dám giành giật tình yêu của tao? Thầy láo thầy ạ, rất là không có nhân tính gì cả. Người ta đã tình cảm với nhau từ đầu trận nên là cuối cùng định ra la liệt không được. Má này gặp ống nè, bang. Ui một tát luôn. Đây học có nờ thần thánh em, nờ piu. Ui đây anh em ơi, gì đây sai nào như nào ơ ơ giao thông đi, thông đi. Ui, thằng này có súng gì ý? Cho mưa đi bạn. Ô, cái này là lục à? Ô, cái này là lục em ạ. Ơ, từ từ. Mình vẫn chưa hình dung cái này là... Ô, cái này là lục gì ý? À. À, đủ. Thôi, đầu to, chiến đi đầu to. Đúng rồi, hay lắm, đầu to lừa, đúng rồi. Hay bạn ơi. Biết chơi đấy. Từ từ, mình sẽ không lục này nó đâu cơ. Ơ, nó là... nhưng mà bắn có vẻ là không được khỏe. Tôi chết rồi. Đậu xanh nó bị móc lốp kìa. Ngu rồi, mẹ đang bắn phê. Ây ây, quả lục đang xịn. Quả lục đấy có chức năng đặc biệt ấy các bạn. Mình vừa kích hoạt thì bị zom nó cào. Có một cái điều mà mình cảm giác nó vui mừng lắm. Cái tình trạng dạng háng ở cái chú quỷ 2 nó bị hạn chế đi ở trong map sa mạc này. Thề, em chơi cái map nhà trẻ xem. Úi dồi ôi, mấy bố toàn fit cho nhau thôi. Nhìn chả lắm. Nhưng mà ở đây thì khác. Đây rồi. Dịch chuyển. Dịch chuyển. Bão vương kiếm. Ôi, chua. Em xin lỗi. Ok. Ui, khỏe thế. Ui, mày ghê với chúng tôi này. À, tiếc quá, quả lục kia vẫn chưa kịp test xong. Ở đây rồi. Đây đúng không? Như này đúng không? Em sẽ dịch chuyển đấy. Bắn vừa kiếm. Đó. Và thế là chúng ta mất cái huyết thanh. Hay, cần chiến đi máu chết. Đấy, cái combo này. Khắm thật. Ủa đây đấy, ơ kìa. Ơ kìa. Why? Tôi sợ nó là không chết. Báo bước kiếm. Hay lắm. Ơ, mình thoát này. Sời, hay không em? Báo bước kiếm nó phải khác chứ. Ui, sao nó gần kìa. Ghê chưa này. Mày. Ai, sời ơi. Đứng lại. Ôi, hôm kia. Ui, tôi chạy đi em ơi. Có cái hòm ở đây nhưng mà vấn đề là mình phải chạy đã. Mẹ. Nó còn lừa mình nữa. Không được. Đừng làm thế bạn ơi. Có hòm này. Không được, không được cho nó nhặt. Không được cho nó nhặt. Này thì véo hàng hiệu của chúng tôi đấy. Nó nhặt cái hòm, tranh cái hòm anh em ơi. Rồi, phải đứng ở trên đấy mấy giây mới nhặt được nha. Cố lên bạn. Bảo kê này. Nhưng mà à thế à? Thế okay. Làm sao mà Giời ơi, mẹ nó còn đứng đây nữa. Kìa. Mẹ thật cớ này, nó khôn quá em. Để mình cứ đứng đây mình đợi. Này, hòm đây này. Ơ, mình không... Thôi, nó mất rồi.
khuẩy khứa mạnh vai. Tinh xà kiếm. Ô lại có nở tiếp này. Ô ô cái này, cái này ghép vào như kiểu đoạt hồn đấy anh em. Nhìn này. Cái này mình chưa review đúng không? À đây 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 các bạn. Này nó khá là có khá chuột phải đây. Chà. Anh em sẽ tạo ra một cái luồng ánh, gọi là đường ánh sáng. Đấy. Nhưng mà chỉ nó ghép nó không cởi ra được em ạ. Thế nó mới đều chứ. Hay rồi. Đúng rồi, phải đánh nhau đi. Chuột trái nhanh chưa này. Hasaki. Chuột phải là 2 hit đúng không? À là 1 hit thôi. Này thì chạy này. Để ơi. Đấy, chúng nó đánh nhau rồi, chúng nó bắn nhau rồi. Ui, 1000 máu kìa. Ui, mình cần chiến đấu rồi. Ok, 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 ra đây. Nào. Giả vờ nguy hiểm đấy bạn. Ui, cái hình dạng mà không phải ấy, không biến hình ấy. Không phải kết hợp nó vào nó mạnh hơn nha. Ok. Vãi nồi. Ui, mạnh vãi chưa? Được đấy. Nó vừa cho mình bơm súng em ạ. Toàn đấy nhỉ. Mày mình thấy là, ui, cận chiến ấy, mình thấy là cái cận chiến nó lúc nào cận chiến nó cũng khỏe hơn so với em dùng súng nhá. Chú quỷ 2 nó lạ lắm ở cái đoạn đấy đấy. Thường thường thì anh em sẽ dùng Destroy, AK, VIP các thứ không? Nhưng mà đừng anh em ạ. Chú quỷ 2 anh em không nên dùng cái mấy cận chiến đấy ở đây. Cận chiến nó sẽ bị giảm sức mạnh đi rất là nhiều. Hầu hết là phải lôi dao ra mà cận chiến thì nó sẽ thường khoảng tầm 1k rưỡi đến 2k máu. Nó tính ra thì cũng hợp lý thôi đúng không? Ra hợp lý mà. Thôi mẹ mất mẹ súng rồi. Cái trường hợp xấu nhất là anh em sẽ bị mất cái súng. Tức là nó đổi hẳn cái ba lô kia luôn. Vãi. Cái phím N này nhiều tác dụng thế. Top này. Xôi ôi, katana chém vết. Rồi. Thì nó méo cho mình mượn súng nữa. À đây đây này. Cái thanh gọi là hỏa kiếm. Hỏa kiếm không gian. Phải có phụ kiện nhá. Thì anh em sẽ có cái gọi là, cái kiểu là bóng mờ ấy. Mà sao cận chiến đây mạnh thế. Ui, nó lên kìa. Ui. Ở đây rồi. Ngon. Ra đây. Cẩn thận nó có chức năng đặc biệt đấy. Máy chém. Xôi ôi. Về quá anh em ơi. Ôi. Nó bắn đi được kìa. Mày bắn đi này. À tao cũng biết bắn đi nhá. Đừng đùa. Uầy, dạo này mình nên đánh đá thật anh em. Top 2 rồi. Top 1.400 điểm. Thế là qua clip này thì anh em sẽ hiểu hình dung ra được nhiều cái nó khá là dị ở trong chế độ chú quỷ 2 này. Khi mà về Việt Nam thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Ưu tiên cận chiến anh em. Đầu tiên phải ưu tiên cận chiến á. Chứ đừng ưu tiên súng. Súng em chẳng hạn như katana này, Nunchaku F-VIP, những cái loại đấy là nó sẽ được gọi là hồi sức mạnh nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần khi mở đây. Kìa. Ôi, mình xin. Gì chứ. Xong. Hôm nay cũng được test một số vũ khí mới. Em đừng quên cho mình cảm nhận và hy vọng là những bài học ngày hôm nay sẽ giúp anh em trong chú kỷ 2 trong tương lai sẽ được nhiều cận chiến hơn. Bằng một cái cách vô lý nào đó mình được lên top anh ạ. Trong khi mà trong cái game thì mình là ghi là top 2 đúng không? Này. Toàn 100 level là 105 này. Mình được 40 kill 26 này chứ. Mình vẫn chưa hình dung được nó là cái mẹo gì. Từ từ. Để mình translate cho nó nghĩa là cái mẹo rồi nhá. À chết á. Mình làm gì. À tức là mình bị lây nhiễm 26. Bị lây nhiễm 26 lần nữa. Phải cứ cứ. Cũng đúng đấy. Bởi vì trong chú quỷ anh em cứ thành zombie hồi sinh liên tục mà. Hợp lý. 26 lần cơ.